Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 57 Xin mời mở bạn kinh ra Phần khoa chú Nguyễn Trung trang 102 Phần khoa chú Nguyễn Trung trang 102 Bắt đầu xem từ hàng thứ hai Phật cáo Diêm La Thiên Tử nam diêm phù đề chúng sanh kỳ tánh can cường năng điều năng phục đây là đức thế tôn trả lời cho những vị vua diêm la này nói rõ tại vì sao bồ tát địa tạng giáo hóa chúng sanh ở thế gian chúng sanh tiếp nhận lời giáo huấn của bồ tát địa tạng có thể thoát khỏi đường khổ thế nhưng trong thời gian rất ngắn họ lại đọa vào đường ác trở lại nguyên nhân là gì cái tánh can cường chữ tánh này là tập tánh chứ không phải nói là bổn tánh chúng ta xem thấy ở trong sách vở của nhà nho giống như mạnh tử ngài nói tánh người vốn thiện còn tuân tử thì nói tánh người là ác hai cách nói này đều là đi về hai cực đoan thế nhưng nói cũng có đạo lý những lời khổng phu tử nói thì không giống như họ phu tử nói tánh của con người vốn chẳng phải thiện, chẳng phải ác. Cho nên kiến giải của thánh nhân thật sự là khác với hiện nhân. Ngài nói là tánh tương cận, tập tương viễn. Tương cận là mọi người đều giống nhau. Chẳng phải thiện chẳng phải ác, đây là tương cận. Nói thiện hay ác Đều là nói tập tánh Không phải bổn tánh Điểm này chúng ta nhất định phải hiểu Tập tánh Tập tánh cũng chính là trong Phật Pháp gọi là Hạt giống tập khí Hàm chứa trong A lại gia thức Đây là Có thiện ác thiện cũng là ác vì sao vậy nó không phải bổn tánh nhà phật đặc biệt là trong phật pháp đại thừa nói đến thiện tiêu chuẩn của thiện là tự tánh cái vốn có trong tự tánh đó là thiện cho nên thiện mà ngài nói không phải là thiện trong thiện ác thiện trong thiện ác cũng là bất thiện Điều này chúng ta nhất định phải biết Nói đến chúng sanh trong lục đạo Nói đến diêm phù đề Có thể bao hàm cả lục đạo Lục đạo tại vì sao họ không thể thoát khỏi luân hồi Tại vì sao không thể thoát khỏi tam giới Chính là do vô lượng kiếp đến nay Tập khí quá sâu tập khí quá nặng rồi ở trong kinh phật nói cho chúng ta biết hết thảy chúng sanh hữu tình xả bỏ thân rồi thọ nhận thân chúng ta gọi là đầu thai thọ quả báo đây là đạo lý gì phật nói trong tập khí tập khí nào mạnh sẽ dẫn đi trước mỗi chúng sanh thấy đều có đầy đủ tập khí của thập pháp giới cho dù là chúng sanh địa ngục họ cũng có hạt giống phật tại vì sao họ không thể làm phật tuy họ có hạt giống phật nhưng sức mạnh của hạt giống này yếu Còn hạt giống phiền não tham sân si mạng Thì mạnh Hạt giống mạnh thì đi thọ báo trước Sở dĩ như vậy mới đọa ác đạo Phật nói ra nguyên nhân rồi Chúng ta tự mình bình lặng mà tư duy quá thật là như vậy chúng sanh lục đạo nang điều nang phục chữ điều nghĩa là huấn luyện điều chỉnh không dễ dàng phục là hàng phục tập khí của họ hàng phục tập khí tham sân si mạng là tương đối không dễ dàng đây là nói ra nguyên nhân rồi thị đại bồ tát ư bách thiên kiếp đầu đầu cứu bạc thị đại bồ tát câu này chính là chỉ bồ tát địa tạng Bồ Tát Địa Tạng nói thật ra Trong vô lượng kiếp Chưa từng lìa khỏi lục đạo Lục đạo là nơi khổ nhất của tất cả chúng sanh Nhất là tam độ Địa ngục ngạ quỷ súc sanh Bồ Tát Địa Tạng chưa từng lìa khỏi những nơi này Ngài cũng giống như Thích Ca Ni Phật vậy Dùng trăm nghìn ức hóa thân Đầu đầu cứu bạc Bồ Tát Địa Tạng hóa thân như thế nào? Không có nhất định Tùy loại hóa thân Chúng ta ở trong đời có gặp được Bồ Tát Địa Tạng hay chưa? Thường xuyên gặp được Bồ Tát Địa Tạng. Thế nhưng bản thân chúng ta không thể nhận biết được. Chúng ta khởi một niệm ác, muốn làm một việc xấu, có người đến khuyên nhủ chúng ta. Đến khuyên bảo chúng ta thì người đó chính là Bồ Tát Địa Tạng hóa thân. Thế nhưng chúng ta đâu có biết cho nên bồ tát địa tạng không lúc nào không có không nơi nào không có ngài khuyên bảo chúng ta chúng ta có tin hay không có chịu tiếp nhận hay không không nhất định cho nên vẫn cứ tạo tội nghiệp như cũ chúng ta phải hiểu rõ chân tướng sự thật này hết thảy chư phật bồ tát hóa thân đều không có nhất định tôi ở phía trước có nêu ra thí dụ nói rõ với các vị rồi cảm ứng thường là ở trong khoảng sát na Khoảng mấy phút Chư Phật Bồ Tát thấy những người xung quanh chúng ta Các vị biết Quỷ thần có thể nhập vào người khác Mọi người đều biết Vậy thì Phật Bồ Tát sẽ không thể nhập vào người khác được Phật Bồ Tát nhập vào chính là hóa thân của Phật Bồ Tát Trong khoảng mấy phút đó Mượn thân người hoặc là thân vật bất kỳ y báo chánh báo đều được chỉ cần có thể tác động vào bạn khiến cho bạn giác ngộ khiến cho bạn quay đầu thì đều là phật bồ tát yêu ma quỷ quái nhập vào thân đều là khiến cho bạn làm ác Nhìn thấy bạn làm ác thì ưa thích Thấy bạn làm ác thì khen ngợi Đó là yêu ma quỷ quái Đó không phải là Phật Bồ Tát rồi Cho nên chúng ta hiểu đạo lý này Biết được những chân tướng sự thật này Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Còn có thể sai được sao? Phạm Phu chỉ có mỗi một mình ta Ngoài ta ra Hết thảy đều là chư Phật Bồ Tát hóa thân Đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện đến độ ta Độ ta Chúng sanh ương ngạnh khó giáo hóa này Bất luận là người thiện hay là người ác Là cảnh thuận hay là cảnh nghịch thấy đều là chư phật bồ tát ứng hóa nếu như bạn có thể soi chiếu có thể quay đầu được như vậy thì thật sự quay đầu là bờ rồi đời này chúng ta đương nhiên là được độ đoạn này câu kinh văn này chính là nói sự việc này như thị chúng sanh tảo lệnh giải thoát Đây chính là sự kỳ vọng của Phật Bồ Tát Đối với tất cả chúng sanh Hy vọng tất cả chúng sanh sớm được độ thoát Giải thoát chính là được độ Giải là trừ bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn Giải trừ tập khí viên não của bạn Thoát là thoát khỏi lục đạo luân hồi Thoát khỏi biển khổ sinh tử Đây là sự kỳ vọng của chư Phật Bồ Tát Đối với tất cả chúng sanh Thị tội báo nhân nảy chí đọa đại ác thú Bồ Tát dĩ phương tiện Lực bạc xuất căn bản nghiệp duyên Nhi khiên ngộ túc thế chi sự Tội báo nhân Là chỉ chung cho chúng sanh lục đạo nếu như nếu như theo cái nhìn của người giác ngộ thì thi nhân trong lục đạo cũng là người tội báo không những lục đạo đều là tội báo chúng ta xem thấy trong kinh lăng nghiêm Thích Ca Mâu Ni Phật nói những người tiểu thừa này cũng là tội báo. Tiêu chuẩn của ngài là kiến tánh. Minh tâm kiến tánh, đó mới là người bình thường. Chưa có kiến tánh đều là tội báo. Từ đó cho thấy dựa theo tiêu chuẩn của hoa nghiêm dựa theo tiêu chuẩn của bổn kinh bộ kinh này không có khác gì so với hoa nghiêm chúng sanh ở trong thập pháp giới đều là tội báo nãy chí đọa đại ác thú câu này là chuyên chỉ cho tam đồ Ở trong thập pháp giới Ngạ quỷ địa ngục xuất sanh Đây là đại ác thú Cho nên đối tượng độ hóa chúng sanh Của Bồ Tát Địa Tạng Chúng ta đã hiểu rồi Phạm vi của Ngài Là bao gồm cả thập pháp giới Ở trong thập pháp giới Đều có ứng hóa thân của bồ tát địa tạng bồ tát dĩ phương tiện lực phương tiện lực phần trước đã nói rất nhiều rồi giảng giải rất rõ ràng mạc xuất căn bản nghiệp duyên bồ tát dùng phương pháp gì để cứu vớt chúng sanh khổ nạn gì Chúng ta nhất định phải biết Bồ Tát không phải dùng thần thông Thần thông không thể cứu chúng sanh được Bồ Tát dùng dạy học khuyên bảo Chúng sanh tạo tội nghiệp Bản thân họ nhất định phải thọ quả báo Phật Bồ Tát không thể thọ thay cho họ được Nếu như Phật Bồ Tát có năng lực Thọ những khổ báo này thay cho tất cả chúng sanh Ngài đại từ đại bi đương nhiên sẽ thọ thay cho chúng ta rồi, việc gì chúng ta còn phải tu hành nữa chứ? Là không cần thiết rồi. Nhà Phật là giảng lý cho bạn biết, không phải giống như tôn giáo, bạn tin rồi thì sẽ được cứu. Nhà Phật thì không thể, dù bạn tin Phật, bạn cũng không thể được cứu. Bạn tin Bồ Tát, kính trọng Bồ Tát, lễ bái Bồ Tát, bạn cũng không thể được cứu làm sao mới có thể được cứu bạn phải quay đầu thì mới được cứu phật nói đạo lý này cho chúng ta biết bạn là mê hoặc như thế nào tạo tội nghiệp như thế nào hoặc khổ báo như thế nào phật đem những sự thật này giảng cho bạn rất rõ ràng rất minh bạch bạn hoác nhiên ngộ ra Sau khi giác ngộ Bạn có thể đoạn tất cả ác Tu tất cả thiện Thế thì chẳng phải được độ rồi sao Chúng ta xem thấy Ở trên kinh điển quá nhiều rồi Chúng sanh địa ngục Dẫn sanh một niệm tâm sám hối Vừa sanh một niệm thiện tâm Họ liền thoát khỏi địa ngục Có thể thấy ở nơi có tội nghiệp cực nặng, chỉ cần có một mảy may thiện niệm sanh khởi lên, liền đột phá địa ngục rồi, siêu sanh rồi. Chúng ta ở nhân gian một niệm thiện nhỏ này thì không được, vì cõi nhân gian là nơi có thiện ác hỗn tạp. một niệm thiện nhỏ này thật sự là chẳng thấm tháp vào đâu cả tại vì sao ở trong địa ngục một niệm thiện nhỏ lại đáng quý như vậy vì địa ngục là thuần ác một niệm thiện đó là vô cùng vô cùng hy hữu thật hiếm có cái gì là hiếm thì là quý chúng sanh địa ngục rất khó có được một niệm thiện thật sự là không dễ dàng đây chính là chỗ khác nhau của mỗi pháp giới quả báo thiện ác khác nhau chúng ta từ chỗ này hãy quan sát phật pháp là giáo hóa là hướng dẫn chúng sanh chúng sanh tiếp nhận sự chỉ dạy của phật bồ tát sau khi giác ngộ rồi thì có thể thay đổi tính tình có thể thay đổi hạnh nghiệp ác báo của họ câu phía dưới đây có thể nói là nội dung dạy học của phật pháp phật dạy chúng sanh những gì khiển ngộ túc thế chi sự ở mức thấp nhất phật dạy chúng ta nhận biết được nhân quả ba đời khẳng định quả báo thiện ác nhân thiện nhất định được quả thiện nhân ác chắc chắn nhận ác báo nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy đây là nhân quả rất đơn giản dễ hiểu nhân quả sâu hơn đây là lời trên kinh đại thừa nói niệm phật là nhân thành phật là quả thế là chúng ta mới biết phật giảng kinh thuyết pháp cho tất cả chúng sanh trong thập pháp giới chẳng qua là giúp mọi người khai ngộ mà thôi khai thị ngộ nhập bốn chữ này trong kinh pháp hoa chỉ dùng một câu như vậy là đã nói ra được cương lĩnh giáo hóa tất cả chúng sanh của chư phật như lai rồi khai thị có sâu cạn rộng hẹp khác nhau ngộ nhập cũng lại là như thế xem tiếp kinh văn dưới đây tự thị diêm phù chúng sanh kết ác tập trọng toàn xuất toàn nhập lao tư bồ tát cửu kinh kiếp số nhi tác độ thoát tự thị đây là chỉ những chúng sanh trong lục đạo này họ kết ác tập trọng kết là giống như người thế gian chúng ta gọi là tổng kết quy kết tạo ác không phải một đời một kiếp mà vô lượng kiếp đến nay đời đời kiếp kiếp tổng kết ác tập ác quy nạp lại chính là tam độc tham sân si tất cả mọi nghiệp ác đều là từ ba điều này mà phát sinh ra phát triển ra thì đương nhiên phải tùy nghiệp mà thọ báo tập là tập khí tập khí vô cùng nặng cho nên ở trong ác đạo chỗ này vẫn không phải nói lục đạo ba đường thiện và ba đường ác toàn xuất toàn nhập xuất là ra khỏi ba đường ác Bạn sanh chào ba đường thiện Ở trong lục đạo Chúng ta ngày nay được thân người Cõi người Trời và tu la Đều được xem là đường thiện Địa ngục ngạ quỷ súc sanh Ba đường này là đường ác Toàn xuất là thoát khỏi ba đường ác Toàn nhập là quay về ba đường ác chữ toàn nghĩa là rất nhanh và nói thật ra sau khi đọa vào trong ba đường ác rồi muốn ra sẽ không có dễ dàng như vậy trên kinh này nói rất rõ ràng Đạo lý này rất sâu, rất rộng. Trên kinh Đại thừa nói với chúng ta rất nhiều. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh ở trong ba đường ác. Các vị nhất định phải biết. Nếu như chúng sanh này chúng sanh đọa vào trong ác đạo nếu thiện căn phước đức nhân duyên của họ không đủ thì chư phật bồ tát ở trong ác đạo cũng chẳng làm gì được đối với những chúng sanh này vì họ không tiếp nhận họ không chịu nghe sự thật hiện tượng này chúng ta hoàn toàn không khó hiểu vì sao vậy? Chư Phật Bồ Tát yến hóa trong thế gian của chúng ta, cõi người còn thù thắng hơn nhiều so với những cõi súc sanh này. Chư Phật Bồ Tát hết lòng hết dạ. Thị hiện ở thế gian Bạn thử xem người thế gian Được mấy người tin Phật giáo bắt đầu từ Thích Ca Mâu Ni Phật Theo phương pháp tính toán của người nước ngoài Cũng hơn 2.500 năm rồi Truyền nhau đời đời rồi Trong số thiện tri thức người xuất gia tại gia mọi người đều biết có không ước gì tiết lộ thân phận là chư Phật Bồ Tát ứng hóa tái lai trong lịch sử có ghi chép ngài Vĩnh Minh Diên Thọ là A Di Đà Phật tái lai Đại sư thiện đạo cũng là a di đà Phật tái lai Đại sư trí giả là Thích ca mâu ni Phật tái lai Hàng sơn thập đắc Các vị đều biết là văn thù phổ hiền tái lai Ấn quan đại sư thời cận đại là Bồ Tát Đại Thế Chí Tái Lai Đây là những vị tiết lộ thân phận Những vị không tiết lộ thân phận Thì không biết có bao nhiêu người Các ngài thị hiện ở thế gian này Không có một mảy may nào là vì mình Đều là vì chúng sanh Vì Phật Pháp trụ lâu ở thế gian Có mấy người tin chứ Ngày nay dân số trên thế giới Hôm qua trên báo có đăng Đến sau năm 2000 Dân số thế giới đã lên đến 6 tỷ người Trong số 6 tỷ người này Có mấy người gặp được Phật Pháp Hiện nay thời kỳ mà Pháp Phật Pháp cũng có giả mạo hơn những trong hàng hóa có rất nhiều đồ giả mạo mà trong Phật giáo cũng có giả mạo. Được mấy người gặp được Phật pháp chân chánh chứ. Mặc dù gặp được Phật pháp chân chánh, bạn có tin hay không? Vì thì lại loại bớt thêm rất nhiều người, sau khi bạn tin rồi, bạn có hiểu được hay không? Sau khi hiểu rồi Bạn có y giáo tu hành hay không Xin thưa với các vị Từng lớp từng lớp loại bỏ đi E rằng còn lại cũng chưa đến 100 người Ở nhân gian Phật, Phật Bồ Tát Giáo hóa chúng sanh Đã khó độ đến như vậy Huống hồ là ở ác đạo Phật ở trong ác đạo độ hóa chúng sanh không biết là khó khăn gấp bao nhiêu lần so với cõi người. Cái hay như vậy mà họ không tin thì có cách gì bây giờ chứ. Họ không muốn tiếp nhận. Mặc dù là giống như thời đại hoàng kim của Phật pháp Trung Quốc là thời tùy đường. Cao tăng đại đức trưởng giả cư sĩ số người có thể nói là rất nhiều chúng ta xem thấy ở trong cao tăng truyện trong cư sĩ truyện thế nhưng nếu như so tỷ lệ với toàn bộ dân số mà nói thì đó vẫn là quá ít ở trong lịch sử trung quốc có thể nói người có pháp duyên thù thắng nhất là đại sư lục tổ huệ năng của thiền tông lúc ngài còn tại thế số người gần gũi với ngài chúng tôi tính một cách sơ lược có lẽ đến một dạng người Thường xuyên ở xung quanh Ngài Có lẽ có một vài nghìn người Thế nhưng chân thật thành tựu Trên đàn kinh có ghi chép được 43 người Thật sự được độ là 43 người những người khác tuy tiếp nhận sự giáo hóa của ngài vẫn phải toàn xuất toàn nhập thực sự thoát khỏi lục đạo chỉ có 43 người bạn mới thấy việc này khó chứ không phải dễ Phật nói lời này không có sai chúng sanh trong cõi nam diêm phù đề tánh tình can cường khó dạy khó sửa các bạn hãy tư duy suy nghĩ cho thật kỹ sau đó không cần quan tâm người khác nghĩ thử xem chính mình có phải là khó dạy khó sửa hay không bản thân chúng ta trong đời này có thể được độ hay không cho nên pháp môn tịnh tông là vô cùng đáng quý vì vậy được tất cả chư phật tán thán là có lý của các ngài tham thiền nếu không phải người căn tánh bậc thượng thượng thì không thể khai ngộ không thể kiến tánh không thể kiến tánh vậy thì vẫn phải làm chuyện toàn xuất toàn nhập vẫn làm cái việc này hay nói cách khác bạn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Bạn có thể đắc thiền định. Người đắc thiền định thì tương đối nhiều. Bạn có thể sanh về trời dục giới, trời sắc giới. Cao nhất có thể sanh về trời vô sắc giới. Sanh về trời vô sắc giới cũng không thể tránh khỏi quả báo tam độ trên kinh nói rất rõ ràng thiên nhân cõi tứ thiền thiên nhân cõi tứ không sau khi mạng chung đều đọa địa ngục sau khi đọa vào địa ngục tuổi thọ còn dài hơn tuổi thọ của trời tứ không đây là trên kinh địa tạng nói Tuổi thọ của thiên nhân phi tưởng phi phi tưởng Ở cõi tứ không Là tám dạng đại kiếp Trên kinh địa tạng nói Tuổi thọ của địa ngục là vô tận kiếp Không phải tám dạng Hai con số tám dạng Với vô tận là không thể sánh với nhau được Bạn thử nghĩ xem Việc này phiền phức cỡ nào bình tĩnh suy nghĩ xem nếu sự việc này bày ngay trước mắt chúng ta thì đáng sợ biết bao chúng ta ngày nay lựa chọn con đường phía trước như thế nào là ở ngay giờ phút này sau đó bạn mới biết công đức của niệm phật đường lớn cỡ nào chúng ta người căn tánh trung hạ tập khí phiền não rất nặng tự mình thật sự không có năng lực đoạn phiền não Không có năng lực hàng phục tập khí của chúng ta Làm thế nào Niệm Phật đường là lò luyện kim Là sướng luyện kim Bạn thật sự giác ngộ rồi Bước vào niệm Phật đường Ta cứ thật thà niệm dài năm Niệm đến khi mình chắc chắn giảng sanh Vì thì con đường này là đúng rồi So với đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Trong tông môn Thì quả báo đó thù thắng hơn nhiều Minh tâm kiến tánh trong tông môn Để địa chỉ gì? Là sơ trụ viên giáo Niệm Phật đường giảng sanh Bất thoái thành Phật về thế giới tây phương cực lạc là bồ tát a duy việt trí thế thì làm sao có thể sánh với nhau được chứ bồ tát a duy việt trí là thất địa trở lên minh tâm kiến tánh mới là sơ trụ loại lợi ích công đức này chúng ta phải giác ngộ thế nhưng người học phật cơ hội gặp được pháp môn niệm phật cũng không nhiều mặc dù gặp được rồi cũng không hoàn toàn hành đúng như pháp chính bởi vì nguyên nhân này cho nên chúng tôi khuyến khích các đồng tu niệm phật ở các nơi nếu có cơ duyên có thể đến cư sĩ lâm singapore để xem qua chúng tôi cũng không dám nói mình làm rất đúng như pháp thế nhưng chúng tôi là đang tận tâm tận lực mà làm có thể cung cấp cho mọi người làm tham khảo chúng tôi tiếp nhận ý kiến của mọi người đưa ra đạo tràng này của chúng tôi nguyện vọng của mỗi người là không ngừng cải tiến hy vọng niệm phật đường có thể làm vô cùng hoàn hảo như lý như pháp cho nên chúng tôi là luôn mở cửa không phải đóng cửa bất kỳ người nào đưa ra ý kiến chúng tôi đều tham khảo rất thận trọng chỉ cần là ý kiến hay thì nhất định sẽ tiếp thu lao tư bồ tát bồ tát ở đây là chỉ bồ tát địa tạng cũng có thể chỉ chung cho tất cả chư phật bồ tát cửu kinh kiếp số nhi tác độ thoát vô lượng kiếp đến nay bồ tát không mệt mỏi Phật ở trên kinh điển Cũng có nêu ra thí dụ Thí dụ hay vô cùng Tâm nhẫn nại độ chúng sanh của Bồ Tát Giống như bác nông phu Trồng cây ăn trái vậy Trồng vườn cây Mỗi ngày thu hoạch gặt hái Quả nào chín thì hái trước Quả chín hái trước Quả chưa chín thì đợi thêm vài ngày Cho nên chư Phật Bồ Tát Ở trong lục đạo độ chúng sanh Sẽ độ người căn cơ chín mùi trước Trong Kinh Di Đà nói Không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên Mà được sanh về nước kia thiện căn phước đức nhân duyên thấy đều đầy đủ chín mùi rồi sao gọi là thiện căn khi tiếp xúc pháp môn này có thể tin có thể hiểu đây là thiện căn phước đức là gì họ hành được chứng được đây là phước đức chứng của tâm tịnh độ chính là giảng sanh họ chịu niệm phật họ thực sự giảng sanh rồi Thế là chứng quả thôi Nhân duyên là gặp được chánh pháp Gặp được thiện tri thức Gặp được đạo hữu đồng tu tốt Đây là duyên phận Đây là giống như trái cây trong giường đã chín rồi vậy Chín rồi thì hái trước trái còn chưa chín thì phật bồ tát chờ đợi tiếp thế nhưng hễ là chúng sanh căn cơ chín mùi thì không phải là ngẫu nhiên nhờ huân tu từ vô lượng kiếp đến hôm nay mới chín mùi cơ duyên này Vô cùng khó được Vô cùng hiếm có Chúng ta xây dựng niệm Phật đường Hiện nay niệm Phật đường Mỗi tuần Có 96 giờ niệm Phật Mỗi ngày Nghe kinh 2 giờ đồng hồ Một tuần có 14 giờ nghe kinh 96 giờ niệm Phật Chúng tôi hy vọng niệm Phật đường này Có thể duy trì được vĩnh cửu Giải hành tương ưng Đồng tu bước vào niệm Phật đường Đều có thể sanh tâm hoan hỷ Đây là niềm an ủi rất lớn cho chúng tôi Chúng tôi biết làm đúng như Pháp Nếu như không đúng như Pháp Thì bước vào niệm Phật đường Sẽ không thể sanh tâm hoan hỷ được Họ niệm rất là hoan hỷ Đến một lúc nào đó Chúng tôi tin là Họ nhất định sẽ có thành tựu Hiện tại có thể đắc niệm phật tam muội thông thường gọi là công phu thành khối pháp hỷ sung mãn họ có thể đạt được cảnh giới này thì chắc chắn được sanh tịnh độ trong thời gian tu học của đời này Tình thế tất yếu Phải đoạn tuyệt ngoại duyên Điểm này rất quan trọng Hãy là niệm Phật trong niệm Phật đường Mà tương lai không thể giảng sanh Thì không có nguyên nhân nào khác Chính là họ chưa có đoạn dứt ngoại duyên Tâm vừa niệm Phật Vừa còn dương dấn đến ngoại duyên Đây là chướng ngại rồi Lúc sắp mạng chung Lại khởi lên một ý niệm phan duyên Đến cảnh giới bên ngoài Thế thì toàn xuất toàn nhập Điều này vô cùng đáng tiếc Muốn tránh lớp chướng ngại này thì cần phải thân tâm thế giới tất cả đều buông xả chúng ta thường ngày phải hạ công phu này thấy đều buông xả không nên để ở trong tâm nữa ở trong tâm chỉ có một câu phật hiệu nhớ phật niệm phật hiện tiền tương lai nhất định sẽ thấy phật điểm này vô cùng vô cùng quan trọng chúng ta trong đời này có thành tựu hay không mấu chốt là ở chỗ này nhất định phải biết không thể buông xả được ngoại duyên thì luôn luôn có chướng ngại rồi xin xem tiếp kinh văn dưới đây đây là thế tôn dùng thí dụ để nói thí như hữu nhân mê thất bổn gia ngộ nhập hiểm đạo kỳ hiểm đạo trung đa chư già xoa cặp hổ lan sư tử ngoan xà phúc hiết như thị mê nhân tại hiểm đạo trung tu du chi gian tức tao chưa đọc thí như chính là thí dụ phía sao nói thí dụ hữu nhân người này chính là chúng sanh trong lục đạo mê thất bổn gia bổn gia chính là chỉ tự tánh của chúng ta là mê mất bổn tánh ngộ nhập hiểm đạo ý nghĩa của chữ ngoa và chữ ngộ giống nhau là đi lạc vào con đường hiểm hiểm đạo là chỉ lục đạo luân hồi ở chỗ này đặc biệt là chỉ ba đường ác thật ra nhà phật thường nói đường luân hồi hiểm ác lời này nói rất có đạo lý vì sao vậy ở trong lục đạo đều có tà ác từ cõi trời sắc giới trở lên tương đối tốt hơn một chút bởi vì họ có định công chúng ta thường nói là định cộng giới họ không tạo ác tuy là không tạo ác nhưng từ vô lượng kiếp đến nay những hạt giống tập khí ác này Họ đều có gieo Họ chưa có đoạn hết Chỉ là do công phu thiền định Khống chế được hạt giống Tập khí ác Khi nó không phát tác mà thôi Một khi Định lực của họ mất hết Thì sức mạnh của tập khí ác Vẫn mạnh mẽ như cũ Lập tức liền bùng phát ngay cho nên họ bị đọa ác đạo Đọa địa ngục Người bình thường chúng ta cũng hiểu đạo lý này Càng áp chế ý niệm ác Áp chế là tạm thời khống chế được Một khi không áp chế được nó bùng phát lên thì rất đáng sợ đây là cùng đạo lý giống nhau hướng hồ là ở tam độ cho nên loại hiện tượng này chúng ta quan sát tỉ mỉ tình trạng xã hội hiện nay của chúng ta thì mọi người sẽ hiểu ngay Xã hội hiện nay Những gì mắt chúng ta nhìn thấy Tai chúng ta nghe thấy Mũi ngửi thấy Lưỡi nếm được Sáu căn cứ chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài Cảnh giới bên ngoài há chẳng phải là quỷ dạ xoa Cùng hùm xoái sư tử rắn độc bò cạp Như trên kinh nói sao Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần Có cái nào không phải là có độc Có cái nào không phải làm Độc hại pháp thân huệ mạng của chúng ta Khắp nơi đều như vậy Trên Kinh Lăng Nghiêm Phật nói thời đại này của chúng ta Tà sư thuyết pháp nhiều như các sông hành Tà sư chính là chỗ này gọi là Những loài quỷ dạ xoa Cùng hùm xoái Sư tử rắn độc bò cạp này Bạn nhìn thấy là hình dạng con người Thế nhưng trong tâm Tràn đầy tham sân si mạng chúng ta là sống trong hoàn cảnh như vậy đây là đường hiểm ác như thị mê nhân tại hiểm đạo trung tu du chi gian tức tao chưa đọc tu du là rất ngắn ngủi xã hội hiện nay rất là đáng sợ Sáu bảy mươi năm trước Lúc chúng tôi còn là thiếu nhi Xã hội vẫn tương đối chất phát Sáu căn của bạn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài Rất ít ô nhiễm Bạn không nhìn thấy cũng không nghe thấy ô nhiễm. Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Rất chất phát Mười một 12 tuổi đều vẫn còn giữ vẻ hồn nhiên. Hồn nhiên là không hiểu chuyện đời. Sống ở trong môi trường tự nhiên Thời đó trẻ em thật sự là hạnh phúc Không hiểu những chuyện đời này Ở thời đại đó Trong dân gian Rất tôn trọng Đều rất xem trọng những tiểu tiết tiểu lễ Tiểu nghĩa này Xã hội hiện nay đã thay đổi rồi Không cần nói chi xa về trước nữa Chỉ là xã hội 60 năm trước So với xã hội hiện nay Là đã thay đổi 180 độ rồi Hiện nay, những gì mà sáu căn cứ chúng ta tiếp xúc hoàn toàn là cám dỗ, cho nên chúng ta quan sát trẻ nhỏ hiện nay Một vài tuổi Chúng đã biết chuyện đời rồi Biết chuyện đời này là gì? Là không còn hồn nhiên nữa Nó đã biết giả dối rồi Nó biết lấy lòng người lớn Tâm hồn nhiên của nó không còn nữa Nó biết trong mặt bắt hình dông Để mà ứng phó người lớn thật là lợi hại Nó học từ đâu vậy? Học từ truyền hình Bạn xem khi còn chưa biết nói Mà suốt ngày đôi mắt cứ nhìn chầm chầm vào tivi Nó học được hết rồi Cho nên hiện nay bậc làm cha mẹ Rất khó quản lý Dạy dỗ con cái Vì sao vậy? Nó biết quá nhiều thứ rồi tivi nó thật ra không phải là đồ tốt nó là công cụ rất tốt đáng tiếc hiện nay nội dung trong đó là rất tệ hại những lý và sự này chúng ta đều phải sáng tỏ trên kinh nói đặc biệt là ở xã hội hiện nay chúng ta đọc đến kinh này thực sự là từng câu từng chữ phật nói rõ tình trạng đời sống hiện nay của chúng ta tiếp theo xem kinh văn dưới đây hữu nhất tri thức đa giải đại thuật thiện cấm thị độc nãi cập dạ xoa chư ác độc đẳng tri thức chúng ta gọi là thiện tri thức họ có trí huệ họ có kiến thức mọi thứ hiểm ác ở trong môi trường họ đều biết họ đều hiểu rõ hơn nữa họ có phương pháp có thể giải độc bạn gặp phải những thứ độc hại này Họ có cách giúp bạn giải độc Đa giải đại thuật Thiện cấm thị độc Nãy cặp Dạ xoa chư ác độc đẳng Dạ xoa chư ác độc đẳng Là những thứ cám dỗ bên ngoài Bên trong có tập khí ác tham sân si mạng bên ngoài lại có những thứ cám dỗ này thì sao bạn không bị gặp nạn được chứ hiểm đạo chính là xã hội hiện nay của chúng ta bạn ở trong xã hội hiện nay trong khoảnh khắc bạn sẽ gặp các thứ ác độc này bị trúng độc ngay bạn trúng độc rồi thì quả báo tương lai là ở tam độ Chắc chắn là sự thật Chư Phật Bồ Tát Thị hiện ở thế gian này Bên dưới nói Hốt phùng mê nhân Dục tiếng hiểm đạo Nhi ngữ chi ngôn Đốt tài nam tử Vi hà sự cố Nhi nhập thử lộ Hữu hà dị thuật năng chế chư độc vị tri thức nói ở chỗ này chính là chỉ bồ tát địa tạng bồ tát địa tạng có trí huệ có đức năng ngài chân thật có năng lực đoạn tham sân si có năng lực ngăn ngừa tà ác bên ngoài ngài có năng lực ngài gặp mê nhân mê nhân chính là những người tạo tác nghiệp ác ở trong lục đạo này đã tạo tác ác nghiệp tham sân si đó chính là dục tiếng hiểm đạo Hiện nay bạn đang tạo nghiệp Quả báo chưa hiện tiền Không bao lâu Quả báo sẽ hiện tiền ngay Sau khi thân này chết đi Chắc chắn sẽ đọa ác thú Muốn đi vào đường hiểm nạn Bồ Tát nhìn thấy những người này Liền cảnh cáo cho họ biết chữ đốt tay nghĩa là quát mắng tiếp đó là hỏi họ tại vì sao ông lại muốn đi vào đường này cũng chính là nói nguyên do gì ông tạo những nghiệp ác này tạo nghiệp ác những việc này phần trước đã nói rất nhiều rồi nói thật ra những sự việc này chúng ta không khó lý giải có thể là tất cả tạo tác đối nhân xử thế trong đời sống thường ngày của chúng ta tại vì sao ông muốn đi vào đường này con đường này là ba đường ác. Ở trong nội tâm là tham sân si mãn. Nói năng hành động là tổn người lợi mình. Bạn làm cái sự việc này. Sự việc này chính là bạn muốn vào ba đường ác. Bạn vào ba đường ác bạn có dị thuật gì dị thuật là phương pháp bạn có phương pháp gì có thể tránh được những thứ độc hại này đây là điều không phải phàm phu có thể làm được bồ tát mới có khả năng Giả lại những vị Bồ Tát này Vẫn không phải là Bồ Tát nhỏ thông thường Bồ Tát nhỏ vẫn không được Trên Kinh nói Pháp thân đại sĩ Họ mới được Các ngài thị hiện Ở trong lục đạo Hòa quang đồng trần Với những thứ tà ác này Với bề ngoài Giống như tạo tác Cùng với những người này Không có gì khác biệt Thực ra tâm địa thanh tịnh từ bi Mọi thứ hành vi của họ Là giúp tất cả chúng sanh giác ngộ Cho nên họ năng chế chư độc ở trong cảnh giới ô nhiễm này mà không bị ô nhiễm trên tướng giống như là ô nhiễm thực ra trong tâm họ không hề có mảy may dính nhiễm như vậy mới được phàm phu không có năng lực này không có năng lực này thì phải nên tránh xa cho nên thời xưa người tu hành tại vì sao xây dựng đạo tràng ở nơi rừng núi nơi ít có dấu chân người đây chính là cách ly giới xã hội Nếu như, như không cách ly Sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài Sẽ không Tránh khỏi động niệm Động niệm ác Niệm ác tham sân si Cho nên cổ nhân xây đạo tràng Nhất định phải xây dựng ở trong núi sâu Khiến cho bạn đến nơi đó Tương đối khó khăn bạn đến đạo tràng nhất định là đến cầu pháp bạn không có việc thì chắc chắn sẽ không đi đến nơi đó cái gọi là không có việc thì không vào điện tam bảo nó ngăn cách với bên ngoài trong xã hội hiện nay thì khó khăn tự diện tùng lâm ở trung quốc đại lục thời trước đi đến đó vô cùng bất tiện hiện nay đều mở đường rộng lớn rồi xe có thể đến được thậm chí nghe nói còn có cáp treo thuận tiện hơn nữa trên núi cao cũng có tivi như thường có phát sóng vô tuyến điện trước đây là phải cách ly hiện nay không những không cần cách ly mà nghĩ đủ mọi cách để tiếp xúc đó chính là phật ở chỗ này nói hữu hà dị thuật năng chế chư độc hai câu nói này nếu nói với người hiện nay của chúng ta là rất phù hợp chúng ta phải thường xuyên ghi nhớ tám chữ này thường xuyên nhắc nhở mình nếu như không có năng lực này thì tốt hơn hết nên tránh xa Đạo tràng của chúng ta Tuy Mỗi một tầng lầu Đều có rất nhiều tivi Thế nhưng tivi này không thông với bên ngoài Không tiếp nhận được tin thức bên ngoài Đều là những tiết mục Giảng kinh niệm Phật Trong nội bộ của chúng ta Đây là cách làm của đạo tràng chúng ta Chúng ta từng giây từng phút Phải làm công việc ngăn ngừa Mời xem tiếp kinh văn dưới đây Thị mê lộ nhân Hốt văn thị ngữ Phương tri ác đạo Tức tiện thoái bộ Cầu xuất thử lộ đây là thí dụ chúng sanh nghe kinh nghe pháp bỗng nhiên giác ngộ biết tham sân si mạng là mầm bệnh nghiêm trọng của mình biết ngũ dục lụt trần bên ngoài là sự cám dỗ không tốt họ chân thật hiểu rõ chân thật giác ngộ rồi họ biết đó là ác đạo khởi tâm động niệm tương ưng với tham sân si thì chắc chắn là tạo nghiệp trong ba đường ác rồi mà ngày nay tạo nhân đường ác thì đâu có chuyện không thọ quả báo ở đường ác chứ sự thật này phải biết nghĩa là gieo nhân thiện được quả thiện tạo nhân ác nhất định phải thọ ác báo họ biết đây là ác đạo thì tự nhiên họ sẽ lùi bước ngay cầu suất thử lộ nhất định phải đoạn sạch duyên ác đoạn ác tu thiện đoạn sạch ác duyên Tăng trưởng thiện duyên của mình Tăng trưởng thiện lực của mình Hy vọng trong đời này Lúc sắp mạng chung Hạt giống thiện sẽ chín mùi trước Bạn mới có thể chẳng sanh Về đường thiện Trong tất cả nhân thiện Phật nói cho chúng ta biết Niệm Phật là thiện đứng đầu Nhất là niệm A-di-đà Phật Là thiện ở trong thiện Không có gì thiện hơn việc này Niệm Phật là nhân Thành Phật là quả quả báo này thù thắng vô cùng rồi đây là pháp môn chân thật đúng siêu nghĩa là vượt ngang tam giới thành phật ngay trong đời này thành tựu ngay trong đời này Nếu như họ thật sự hiểu rõ Thật sự giác ngộ Họ sẽ quay đầu ngay Đây cũng là chứng minh Thiện căn phước đức nhân duyên Từ vô lượng kiếp của họ Thật sự chín mùi rồi Nói thật ra loại người này không nhiều Chúng ta thấy biết bao nhiêu người học Phật Bao nhiêu người tu hành Vẫn không đoạn dứt tập khí Ở trong đối nhân xử thế Đời sống thường ngày Có thể nhìn ra rất rõ ràng Họ vẫn là tham sân si mạng Không xem niệm Phật là quan trọng nhất Niệm Phật tốt Nhưng xếp ở thứ hai, thứ ba Vẫn là đặt danh vọng lợi dưỡng lên hàng đầu Họ đời này có thành tựu hay không? Quá khó, quá khó rồi Không dễ gì thành tựu được Đây là chứng tỏ Thiện căn niệm Phật của họ Không phải là rất mạnh Sức mạnh tập khí ác của họ Vô cùng vô cùng mạnh mẽ Trong một đời này Cũng giống như những đời trước vậy Chỉ kết thiện duyên với A-di-đà Phật mà thôi Đời này vẫn không thể đi được rồi Chân thật đi được Thì phải buông xả triệt để Cho nên chúng ta dứt khoát Không được xem thường những cụ ông, cụ bà đó Không nên xem thường họ Họ không biết chữ Chúng ta thấy họ là không biết gì cả Thấy họ rất là nghèo hèn Không có địa gì trong xã hội Không có ai xem trọng họ Thường thì Loại người này thật sự đi làm Phật Họ thật sự buông xả rồi Hoàn toàn không có lưu luyến gì với thế gian này Họ niệm Phật có thể thành công Họ đời này làm Phật Chúng ta tự cho rằng mình rất thông minh Tự cho rằng rất giỏi giang Cuối cùng vẫn phải tạo lục đạo luân hồi Vẫn phải đọa vào ba đường ác Cho nên thật thà tu đạo là đáng quý nhất phiền phức lớn của chúng ta là không thật thà muốn lùi bước mà không có hoàn toàn lui ra muốn ra khỏi lục đạo luân hồi mà vẫn không nỡ rời bỏ cái nơi này vẫn còn rất nhiều lưu luyến đối với nơi này chính bởi vì cái nhân tố này cho nên phật mới dạy người tu hành giáo giới đệ tử lấy khổ làm thầy lời dạy này rất có đạo lý nếu như chúng ta trải qua đời sống rất khổ thì sẽ không có lưu luyến đối với thế gian này điều này cũng chứng tỏ giàu có khó học đạo bạn ở trong đây có vui sướng có hưởng thụ có vui sướng có hưởng thụ thì bạn sẽ có lưu luyến bạn không buông xả được sự xuất ly của bạn sẽ vô cùng vô cùng khó khăn cho nên Phật nói những lời này Bạn suy nghĩ thật kỹ Sẽ thấy có đạo lý Bảo chúng ta chân thật buông xả tham sân si Mình phải làm thế nào Phải ngược đãi mình một chút Đó là người sáng suốt Là người giác ngộ Chúng ta thấy cư sĩ Lý Mộc Nguyên Là tấm gương rất tốt ông thường hay nhịn đói mọi người đều nhìn thấy hỏi ông tại vì sao chị tôi muốn ngược đãi mình khi sức khỏe không tốt không tốt thì tôi không ăn cơm ông cũng không đi khám bác sĩ cũng không uống thuốc thường xuyên sống ở trong khổ nạn thì sẽ không lưu luyến đối với người và thế gian này vậy là chính xác Tôi theo học với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm Lý lão sư mỗi ngày chỉ ăn một bữa Cách ăn uống đó của thầy Sau khi chúng tôi và người khác nhìn thấy Cách ăn uống như vậy Sao có thể ăn được chứ Thế nhưng thầy trong cuộc sống như vậy Mấy mươi năm cũng như một ngày Thầy tự mình nấu cơm Nồi và chén của thầy là một thứ Nồi nhỏ có tay cầm Thầy là người tỉnh Sơn Đông nên thích ăn mì Thích ăn như rau Thì dài cộng rất ít Sống đời sống khổ như vậy Quần áo nếu như các vị có cơ hội đến đài Trung thì hãy đến nhà kỷ niệm của thầy để xem kỷ vật trưng bày những di vật của thầy được trưng bày trong đó quần áo đều giá chằng giá đục giá rất nhiều miếng thầy mặc quần áo rách ai giá cho thầy vậy? thầy tự mình giá người khác chắc chắn không thể giá cho thầy nếu thầy đem quần áo rách bảo người khác giá người ta lập tức sẽ dứt vào sọt xác và mua cho thầy bộ mới ngay là tự mình giá Người ta có tặng cho thầy quần áo mới Thì bộ bối đó sẽ lập tức đem cúng dường Tặng cho người khác ngay Thầy tu phước Vật dụng thường ngày là vô cùng tiết kiệm Không lãng phí chút nào Bồ Tát là hiện thân thuyết pháp chúng ta ở nơi đây nhìn thấy cư sĩ lý mộc nguyên cũng là như vậy bản thân ông tiết kiệm biết bao vì đại chúng thì vô cùng rộng rãi niệm niệm lợi ích chúng sanh đây là điều chúng ta phải cảnh tỉnh phải cảnh giác cho được khổ một chút là tốt rồi trong giới kinh thường nói tỳ kheo thường mang ba phần bệnh bệnh gì vậy không phải bảo bạn giả bộ bệnh ba phần bệnh chính là ăn không no mà không đủ ấm là dạy bạn điều này từng giây từng phút cảnh tỉnh thế gian này rất khổ biết khổ mới quan tâm xuất ly bạn không biết khổ sẽ quên mất việc xuất ly rồi xin xem tiếp kinh văn dưới đây thị thiện tri thức đề huệ tiếp thủ dẫn xuất hiểm đạo miễn chư ác độc chỉ ư hảo đạo Lệnh đất an lạc Đây là việc hiếm có Gặp được thiện tri thức Gặp được người tốt Người tốt hướng dẫn bạn Giúp đỡ bạn Đây chính là đề hồi tiếp thủ Chìa tay ra cứu giúp bạn một tay kéo bạn từ trong ác đạo ra ác đạo tâm ác nói năng ác hành động ác đây chính là ác đạo bạn đang tạo tác nghiệp ác đạo tương lai sẽ đọa vào ba đường ác nếu đã đọa vào ba đường ác thì nắm tay dìu dắt sẽ vô cùng khó khăn cho nên phật độ chúng sanh tại vì sao đặc biệt xem trọng cõi người cõi người là bạn sắp bị đọa nhưng vẫn chưa đọa lạc bạn vẫn còn ở ngoài cửa địa ngục vẫn chưa có bước vào vào lúc này kéo bạn trở lại dễ dàng khi bước vào rồi thì không còn dễ nữa không thể kéo ra cho nên lúc này nếu như khuyên bảo bạn bạn nghe hiểu rõ sáng tỏ giác ngộ rồi lập tức quay đầu quay đầu là bờ nắm tay diều dắt ra đều là kinh điển đại thừa phải thường xuyên đọc tụng phải thường xuyên giảng giải thảo luận kinh điển đại thừa nhắc nhở đại chúng đoạn ác tu thiện y giáo phụng hành như vậy bạn mới quay đầu sau khi quay đầu bạn nhất định sẽ đến được cõi tốt cõi tốt là cõi phật là cõi bồ tát đây là cõi tốt chân thật bạn có thể đạt được an lạc vĩnh hằng ngay hiện tại thân an tâm an thân tâm an ổn thân tâm an ổn thì pháp hỷ sung mãn bạn đạt được ngay hiện tiền đây là nói người này quay đầu giác ngộ rồi các bạn xem kinh văn dưới đây nhi ngữ chi ngôn đốt tai mê nhân tự kim dĩ hậu vật lý thị đạo Thử lộ nhập giả Tốt nang đắc xuất Phục tổn tánh mạng Thị mê lộ nhân diệt sanh cảm trọng Đây là bảo họ quay đầu Nhìn thấy họ quay đầu rồi Tiếp đó cảnh tỉnh Sách tấn họ Nhắc nhở họ Từ đây vì sao không được tái phạm nữa Nhất định Phải nghiêm trì giới luật Giới luật chúng ta không nói quá cao Quá cao không có tác dụng gì Làm không được Mức thấp nhất Tối thiểu nhất Là ngũ giới thập thiện Trong quán kinh nói với chúng ta Tịnh nghiệp tam phước Ở mức thấp nhất là hiếu dưỡng cha mẹ Phụng sự sư trưởng Từ tâm không giết hại Tu thập thiện nghiệp Đây là mức thấp nhất Vậy là bạn rời khỏi ác đạo rồi Muốn tu cõi tốt nữa Thế thì phải thọ trì tam quy Đầy đủ các giới Không phạm oai nghi Phát tâm bồ đề tin sâu nhân quả Độc tụng đại thừa nguyễn tấn hành giả hành bồ tát đạo từ trong ác đạo quay đầu lại chuyển về bồ tát đạo đây chính là con đường lành như vậy bạn mới có thể được an vui phải từng giây từng phút ghi nhớ lời cảnh tỉnh của bồ tát nhất định không được đi vào đường cũ đó nữa thử lộ nhập giả đây là nói ba đường ác con đường này nếu như bạn bước vào rồi trở ra sẽ rất khó phục tổn tánh mạng tánh mạng là chỉ pháp thân huệ mạng tổn hại nghiêm trọng pháp thân huệ mạng người này được phật bồ tát dạy bảo sau khi giác ngộ họ vô cùng cảm kích và vô cùng tôn trọng phật bồ tát thực sự có thể y giáo phụng hành lâm biệt chi thời tri thức hữu ngôn Nhờ kiến thân tri cập chư lộ nhân Nhược nam nhược nữ Ngôn ư thử lộ đa chư độc ác Tán thất tánh mạng Vô lệnh thị chúng tự thủ kỳ tử Kinh văn đến chỗ này toàn là thí dụ Lúc vị thiền tri thức từ biệt với người ấy lại đặc biệt căn dặn ông ông đã hiểu rõ rồi ông quay đầu rồi hay lắm rất tốt ông còn phải giúp đỡ người khác như là người thân của ông bạn bè của ông tri là bạn bè bạn bè thân thích bạn bè tri kỷ của ông đây là người thân cận ông Cập chư lộ nhân Là người mà ông không quen biết Hay nói cách khác Chỉ cần nhìn thấy người nào Đi vào ba đường ác Thì ông cần phải khuyên họ Ông nhìn thấy thì cần phải khuyên họ Bất luận là nam hay nữ Ông phải nói cho họ biết con đường này là Có rất nhiều sự độc hại Giàu đó ác phải Tổn tánh mạng Đây là thật chứ không phải là giả chút nào Tham sân si Là mầm độc nghiêm trọng nhất Lục đạo tam đồ Là do nó biến hiện ra con người chúng ta ở trong đời thường hay bị ốm đau tại vì sao con người bị ốm đau vậy chính là bởi vì trong tâm của bạn có ba loại mầm độc này cho nên bạn mới bị mắc bệnh trong tâm bạn không có tam độc thì làm sao bạn có thể bị bệnh được chứ Bên trong có mầm độc Bên ngoài có tà nhiễm Danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần là tà nhiễm Trong ngoài kết hợp với nhau Làm sao bạn không sanh bệnh được chứ Bệnh là từ đây mà ra Nếu như tâm của bạn thanh tịnh tâm thanh tịnh thì thân sẽ thanh tịnh cảnh giới thanh tịnh làm sao có thể sanh bệnh được chứ chúng ta nhìn thấy nơi đây có không ít người niệm phật giảng sanh cư sĩ lý mộc nguyên đã từng báo cáo với chúng tôi có rất nhiều vị đồng tu giảng sanh đều là biết trước giờ đi không có bị bệnh gì Đi trong tư thế đứng Đi trong tư thế ngồi Đi một cách tự nhiên tự tại như vậy Là nguyên nhân do đâu Bên trong tam độc phiền não đoạn hết rồi Đây là công phu niệm Phật đắc lực Niệm Phật tiêu trừ hết tham sân si Niệm niệm tiêu sạch hết thị phi nhân ngã Ngũ dục lục trần rồi Cho nên họ mới được loại quả báo thù thắng như vậy Đạo lý này chúng ta phải hiểu rõ Sự thật chúng ta nhìn thấy rất nhiều Hiện nay điều quan trọng nhất là chính mình Chính chúng ta coi dứt sạch hết Tam độc này hay không Tương lai có thể giảng sanh được Tự tại giống như họ hay không Họ có thể làm được Tại vì sao chúng ta không thể làm được vậy Phải thường xuyên suy nghĩ Sự việc này không phải ở duyên bên ngoài Hoàn toàn ở chính mình Việc này chư Phật Bồ Tát không thể giúp được Phật Bồ Tát giúp chúng ta chỉ có thể làm được đến khai thị mà thôi kinh điển chính là lời khai thị cho chúng ta nói rõ cho chúng ta biết những chân tướng sự thật này còn làm sao thay đổi tâm lý chuyển đổi cảnh giới đó là việc của chính chúng ta cho nên chúng ta tự mình phải giác ngộ phải khế nhập cảnh giới này nhập chính là thay đổi tâm lý thay đổi cảnh giới đối với lợi ích trước mắt là thân tâm khỏe mạnh vô lệnh thì chúng tự thủ kỳ tử đây là đại từ đại bi nhìn thấy chúng sanh tạo nghiệp ác không thể không nói không thể không khuyên bảo thuyết pháp khuyên bảo cũng phải có duyên phận người giác ngộ biết duyên phận này người có khả năng thì say đạo tràng đây là duyên phận các vị thử nghĩ xem nếu như singapore không có đạo tràng cư sĩ lâm này không có đạo tràng tĩnh tâm học hội này thì chúng ta sẽ không có duyên còn phải biết thỉnh mời còn phải nhận biết thiện tri thức Chúng ta biết thì mời họ đến nơi này để giảng kinh Thuyết pháp Dạy chúng ta tu hành Tóm lại phải có người thỉnh mời Không có người mời thì thiện trí thức không thể tự mình đến được Thích Ca Mâu Ni Phật Thị hiện thành Phật Người thế gian chúng ta không có người nào biết Cũng không có ai thỉnh mời Ngài ở trong tình trạng này Thì Thích Ca Ni Phật chỉ có nhập bát Niết Bàn Chỉ có đi mà thôi Cũng may mà Có người cõi trời tĩnh cư nhìn thấy Trời tĩnh cư là cõi tứ thiện Người ở trong cõi ngũ bất hoàng thiên Nhìn thấy Nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật Thị hiện thành đạo dưới cõi Bồ Đề họ liền xuống thay chúng ta thỉnh mời cầu vô lệnh thị chúng tự thủ kỳ tử này chính là khuyên chúng ta phải mời thỉnh thay cho những người mê này là thỉnh pháp hiện nay cách thức thỉnh pháp rất nhiều chúng ta có thể lợi dụng những thứ khoa học kỹ thuật cao này để truyền bá thời trước đây thật sự là khó khăn nơi giảng kinh có hạn sức chứa đại chúng số lượng cũng có hạn hơn nữa ba bốn mươi năm trước đây ngay cả thiết bị khuếch đại âm thanh cũng vô cùng thô sơ thật sự là không dễ dàng hiện nay chúng ta lợi dụng khoa học kỹ thuật cao thuận tiện hơn rất nhiều rồi Nhất là chúng ta lợi dụng mạng Internet Chúng tôi thấy Thế kỷ 21 Nhất định là bước vào thời đại công nghệ điện toán Đây là mọi người nhìn thấy rất rõ ràng Tương lai Tôi tin là Máy tính Sẽ còn mỏng và nhỏ hơn quyển sách cầm trên tay của chúng ta đây có thể máy tính cỡ nhỏ sẽ bỏ được vào trong túi áo của bạn bạn có thể lợi dụng thiết bị này có thể thu được thông tin trên toàn thế giới là xu thế tất yếu đây là thiết bị mà tương lai mỗi người đều không thể tách rời là sản phẩm thiết yếu trong đời sống của bạn Cho nên người hiện đại không thể không học máy tính, không thể không có tri thức về máy tính. Chúng ta lợi dụng cái này để truyền bá. Cho nên nơi giảng kinh lớn hay nhỏ chẳng thành vấn đề. Thính chúng nhiều hay ít cũng không quan trọng. Chúng ta đồng bộ truyền bá ra toàn thế giới. ở bất kỳ nơi nào chỉ cần ấn nút là có thể thu nghe được rồi qua vài ngày nữa hình ảnh này của chúng ta cũng phát đi rồi không có gì khác so với bạn nhìn thấy trên tv cho nên xu thế truyền phát trên mạng này chúng tôi tin tưởng tương lai nhất định sẽ thay thế truyền hình giá thành truyền hình quá cao chắc chắn là sẽ thay thế truyền hình truyền hình sẽ bị đào thải hiện nay chúng ta làm công việc này dễ dàng rồi chúng ta báo cho họ biết địa chỉ mạng là được là có thể giới thiệu phật pháp cho họ nói rõ cái hay của phật pháp lợi ích của phật pháp để họ về nhà dựa theo địa chỉ trên mạng này mà tìm ra thông tin về phật pháp này Không giống như Trước đây phải tốn rất nhiều công sức Vô cùng bất tiện Hiện nay làm công việc hoàn pháp lợi sanh Thuận tiện quá nhiều rồi Thế nhưng Mình nhất định phải chăm chỉ tu học Phải làm nên tấm gương tốt cho chúng ta xem Nếu không khi bạn giới thiệu cho họ họ bảo phật pháp đã hay như vậy tại vì sao chính anh không tu đi người ta sẽ mất hết niềm tin ngay chính bạn nhất định phải thật sự tu chính mình nhất định phải làm tấm gương tốt để sau khi người ta nhìn thấy bạn sẽ sanh tâm ngưỡng mộ sanh tâm hoan nghĩ họ mới có thể tin được điều này vô cùng vô cùng quan trọng cho nên chúng ta muốn giới thiệu phật pháp cho người khác thì trước tiên phải làm đẹp hình ảnh của phật pháp làm biểu hiện cho đẹp bao bì phải đẹp đẽ sáng sủa thì người ta nhìn thấy sẽ ưa thích đây là việc rất quan trọng đó chính là chính mình nhất định phải y giáo phụng hành nhất định phải đạt được thành quả trong tu hành khi chúng ta giới thiệu cho người khác thì người ta mới chịu tin chúng ta thật sự từ trong đường ác quay đầu lại và đạt được sự lợi ích thiện lành chân thật khiến cho họ nhận thấy rất rõ ràng họ mới chịu tin họ mới chịu quay đầu chúng ta mới có thể thu được hiệu quả xem tiếp kinh văn dưới đây đây là pháp hợp là kết hợp thí dụ ở phía trước cùng với lời dạy của bồ tát để nói thị cố địa tạng bồ tát cụ đại từ bi cứu bạc tội khổ chúng sanh sanh nhân thiên trung lệnh thọ diệu lạc thị chư tội chúng tri nghiệp đạo khổ thoát đắc xuất ly vĩnh bất tái lịch chữ tái hiện nay chúng ta không viết chữ này chữ tái thời xưa cùng với chữ tái trong tái lai mà chúng ta ngày nay nói là đồng âm và đồng nghĩa đây là nói trong văn bản này bồ tát địa tạng đại từ đại bi ở trong lục đạo tam đồ cứu vớt những chúng sanh tội khổ này từ trong ác đạo bước ra vào trong cõi nhân thiên niềm vui trong cõi nhân thiên so với ba đường ác thì đó thực sự là niềm vui vi diệu chúng ta ngày nay được thân người ở nhân gian là thọ khổ là thật sự khổ nhất là trong xã hội hiện đại nửa thế kỷ trở lại đây chúng tôi nhận thấy mỗi năm một khổ hơn xã hội thời xưa thật sự nếu như ngày nay chúng ta làm cuộc so sánh thật tỉ mỉ thì người thời xưa thật sự hưởng thụ là thọ diệu lạc dân số thời xưa không nhiều như hiện nay bạn xem cuối năm triều thanh Thời cuối Triều Thanh Đầu năm dân quốc đó Thống kê dân số Trung Quốc Là 400 triệu người 400 triệu Hiện nay là 1 tỷ 3 người Dân số ít Xã hội không phức tạp Phong tục thuần phát Lòng người phúc hậu Xã hội như vậy thật sự là rất đáng để lưu luyến. Hiện nay xã hội là gì vậy? Hiện nay xã hội này Nếu như là người sáng suốt ở trong xã hội này sẽ chẳng hề lưu luyến. Thật sự đúng như lời Thánh Hiền Thế gian và Xuất Thế gian nói Là thời đại loạn Thiên hạ đại loạn Hoàn toàn đi lệch ra khỏi quỷ đạo Nhân thế đã đi ra khỏi quỷ đạo rồi Quỷ đạo này chính là luân thường đạo đức Là quỷ đạo của nhân thế con người đi lệch khỏi đạo thường thì địa cầu cũng không được bình thường môi trường cư trú của chúng ta bị tai biến khác thường hiện nay mọi người cảm nhận được rất rõ rệt là khí hậu khác thường không bình thường Căn cứ theo Sự ghi chép xưa nay Mới thấy ra rất rõ ràng Khí hậu trên toàn thế giới Biến đổi Sinh ra sự biến đổi rất lớn Các chị nên biết Sự biến đổi này ảnh hưởng rất lớn Ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta ảnh hưởng đến nông nghiệp ảnh hưởng nông nghiệp chính là ảnh hưởng đến sự sản xuất nông sản nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thức ăn đồ mặc chỗ ở và đi lại trong đời sống chúng ta cho nên bạn mới biết đây là thời đại loạn Tại vì sao lại tạo nên hiện tượng này Cổ nhân nói một câu là Do lỗi không đọc sách thánh hiền Đạo lý là ở chỗ này Thánh hiền là giáo dục Nói đến cuối cùng Tận gốc rễ là giáo dục thất bại triệt để rồi mới tạo thành hiện tượng đại loạn của ngày nay đời sống của chúng ta khổ không thể nói được rồi ngày nay bản thân bạn hưởng thụ được ngũ dục lục trần niềm vui của hưởng thụ ngũ dục lục trần này là gì niềm vui này thực sự mà nói là giống như hút thuốc phiện vậy không phải là niềm vui chân thật vì hậu quả không thể tưởng tượng các chị bình lặng suy nghĩ lời nói của tôi. Bạn sẽ hiểu rõ ngay. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây A Di Đà Phật.